Với cái bộ to như này thì tốt nhất là có hai người thì tháo nó sẽ dễ hơn, nhưng mà một mình tháo nó sẽ hơi vất vả một chút. Đó, giờ một mảnh nó ra rồi, để các bác cùng xem này. Hoa văn nhá, hoa văn cây tùng, cây tùng và hoa văn nó rất là to, rất là nổi này. Đó, đường nét rất là sắc nét. Tháo tiếp mảnh thứ hai để xem thêm được nhiều video về các mẫu khuôn chậu mới nhất, hướng dẫn làm chậu, hướng dẫn sơn chậu. Các bác vui lòng nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào tất cả các bác, đến hẹn lại lên. Hôm nay là khuôn sẽ làm video ngắn tháo bộ khuôn tròn đường kính rộng 90cm này. Đây là bộ khuôn ABS loại tròn, đến thời điểm hiện tại là loại tròn lớn nhất như ABS rồi. Và chúng ta cùng nhau xem khi tháo bộ khuôn này thì hoa văn của nó như nào. Khuôn tròn 90 này là khuôn đời đầu cho nên là nó rất là dày, rất là chắc chắn. Cái bộ to như này thì tốt nhất là có hai người thì tháo nó sẽ dễ hơn, nhưng mà một mình tháo nó sẽ hơi vất vả một chút. Đó, giờ một mảnh nó ra rồi, để các bác cùng xem này. Hoa văn nhá, hoa văn cây tùng, cây tùng và hoa văn nó rất là to, rất là nổi này. Đó, đường nét rất là sắc nét. Tháo tiếp mảnh thứ hai. Xem phần mơ viên này, phần mơ viên nó rất là nhỏ nhé, không đã kể. Như vậy là bốn mặt đã tháo xong. Đó, còn cái phần đáy này thì lát nữa phải nhờ một người nữa, hai người ta nhấc chậu lên ta mới lấy cái đáy ra. Đó, hoa văn rất là nét. Bộ này đánh giá là một trong những bộ khuôn chậu ABS loại lớn mà hoa văn rất sâu. Đó, bây giờ sẽ đi tháo cái chân ra. Đây là cái khuôn chân của nó. Thank you.
phần chân có vẻ rất là dốc nhé. Tháo nhẹ nó đã ra rồi. Đó. Phần này đúc có vẻ hơi rỗ. Rất là dốc. Đây, mặt trong của nó rất là bóng. Với cái chân mà có thiết kế 4 chân trụ này thì nó rất là vững chắc nhá. Khi mà kê chậu lên rất là đảm bảo. Đó, các bác xem. Nó có 4 cái lỗ thoát nước. Và như vậy là mẫu tròn hiện tại là cơ sở đã sở hữu các mẫu tròn như ABEX có cỡ từ 32, 40, 50, 60, 70 và 90. Đấy, do mẫu tròn 80 là hiện tại là kê lên cái chân này nó không vừa, cho nên là cô Triệu Tiên là tạm thời là chưa bán mẫu tròn 80, đợi thời gian tới khi mà nó ra cái chân tròn mà vừa cho chậu 80 thì cơ sở bán cái mẫu tròn 80. Còn hiện tại cái mẫu tròn 90 này nó được đánh giá là một mẫu rất đẹp, hoa văn nổi rất là sâu, khuôn rất là dày dặn. Đấy, bác nào mà có nhu cầu muốn sở hữu bộ khuôn này thì có thể ngay bây giờ liên hệ với cơ sở theo số điện thoại trên màn hình. Ở video tháo bộ chậu tròn 90 này xin phép tạm dừng đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.